Hôm nay có mấy mã iPhone, anh em nào cần thì inbox qua cho mình nhé. Từ iPhone 6S đến 11 Pro Max, máy bay bát và máy quốc tế. Thông tin liên hệ thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Các bạn nào quan tâm thì có thể inbox cho mình. Đầu tiên là chiếc iPhone 6S mất vân, máy bay bát full chức năng. Tất cả chức năng các bạn sử dụng bình thường, iCloud ẩn. Các bạn không update và không restore máy. Ngoại hình chiếc iPhone này thì khá là ok nhé. Riêng màn hình thì là màn ép kính và bị chấm mực một chút. Chiếc iPhone này thì mình sẽ để cho các bạn là 700.000 và có bảo hành cho các bạn luôn khi mà các bạn update hoặc là restore máy. Yêu cầu các bạn là phải có máy tính và biết jailbreak máy thì mình sẽ bảo hành cho các bạn từ xa ok. Máy VNA đang chạy ở phiên bản US là 13.7 bản 16GB nhé. Mất vân tay, mình sẽ để cho các bạn là 700. Máy nghe gọi đăng nhập vào tài khoản iCloud, FaceTime, iMessage thông báo tắt nguồn ok. Và mình đã fix app ngân hàng và chặn update cho các bạn rồi. Máy pin 100 nhé, các bạn nào cần thì inbox cho mình. Tiếp theo là chiếc iPhone 6S Plus, mình để cho các bạn là 2750. Máy ngoại hình tương đối, máy quốc tế full chức năng, vân tay đầy đủ, pin 100 nhé. Máy bản KHA đang chạy ở phiên bản US là 14.2 và bản 16GB. Bao test cho các bạn là main zin, màn zin nhé. Tiếp theo là chiếc iPhone 7 Plus màu đen, bản 128GB, máy quốc tế full chức năng, vân tay đầy đủ, pin 100. Và máy này là bản KHA đang chạy ở phiên bản US là 13.3.1. Mình để cho các bạn là 4850 nhé. Ngoại hình khá là đẹp, bao test cho các bạn là main zin, màn zin. Tiếp theo là chiếc iPhone 7 Plus màu đen, bản 32GB, ngoại hình đẹp, máy quốc tế full chức năng, vân tay đầy đủ, pin 100. Bản LA nhé, đang chạy ở phiên bản US là 14.4 và mình sẽ để cho các bạn là 4350, bao test cho các bạn là main zin, màn zin. Tiếp theo là chiếc iPhone XS bản LA đang chạy ở phiên bản US là 14.2. Chiếc iPhone này thì mình đang sử dụng bản 64GB, máy quốc tế full chức năng và Face ID đầy đủ nhé. Con máy này là xanh full nhé các bạn. Và con máy này thì mình sẽ để cho các bạn là 7650. Pin con máy này là 84 nhé. Ngoại hình máy đẹp, bao test cho các bạn main zin, màn zin. Các bạn nào quan tâm thì cứ inbox qua trực tiếp cho mình. Thông tin thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Tiếp theo là chiếc iPhone X, máy quốc tế full chức năng, Face ID đầy đủ, bản KHA nhé, đang chạy ở phiên bản US là 14.3. Chiếc máy này là bản 64GB, máy ngoại hình ok. Và con máy này là xanh full nhé, bao test cho các bạn main zin, màn zin. Và mình để cho các bạn là 6950. Máy ok nhé. Các bạn cần xem máy, hình ảnh video trực tiếp và thông tin chi tiết hơn thì các bạn cứ inbox trực tiếp cho mình, mình sẽ gửi cho các bạn. Chiếc iPhone X này pin là 85 nhé, bản 64GB. Mình để cho các bạn là 6950. Tiếp theo là chiếc iPhone XS Max, máy lốc và mình đã fix lên quốc tế, máy full chức năng, Face ID đầy đủ. Bản LA đang chạy ở phiên bản US là 14.4.1. Chiếc iPhone XS Max này bản 64GB nhé. Pin 94, bao test cho các bạn main zin, màn zin. Con máy này thì mình sẽ để cho các bạn là 8950. 8950 nhé, iPhone XS Max lốc đã lên quốc tế, bản 64GB. Cuối cùng là chiếc iPhone 11 Pro Max, máy quốc tế full chức năng, Face ID đầy đủ, bản LA phiên bản US là 14.3 và máy bản 64GB nhé, ngoại hình ok, pin 87. Mình sẽ để cho các bạn là 16.5 triệu nhé, bao test main zin, màn zin. Các bạn nào quan tâm mã máy nào thì và thông tin chi tiết hình ảnh video máy thì các bạn cứ inbox trực tiếp cho mình. Ngoài ra thì mình cũng chia sẻ cho các bạn nào cần giải pháp bypass iCloud và xóa tài khoản iCloud cho các bạn nào muốn tự làm nhé, thì các bạn inbox mình.